Xin chào mọi người, lại gặp lại mọi người trong series pha chế tại nhà của Rượu Ngon. Mình là Tú Hoa và hôm nay mình sẽ đồng hành cùng các bạn đi tìm hiểu và pha chế hai loại cocktail có rượu nền là whisky. Và bây giờ không để các bạn đợi lâu, chúng ta bắt tay vào làm thôi nào. Với cocktail đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là một cocktail old fashioned. Và để làm được món cocktail này, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: cam, đường, rượu đắng và whisky. Sau khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, chúng ta bắt tay vào làm bước đầu tiên. Đầu tiên chúng ta cho 20ml đường. Sau đó là 3 giọt rượu đắng. Và cuối cùng là whisky. Ở đây thì tôi dùng Red Label, còn các bạn ở nhà có thể dùng các loại whisky khác như Jack Daniel. Whisky chúng ta cho 60. Tiếp đến chúng ta cho đá. Sau đó mình dùng kỹ thuật stir. Và mình khuấy để cho các nguyên liệu nó quyện vào nhau. Xong, ta sẽ đổ ra cốc. Và cuối cùng là lát cam để co. Vậy là tôi vừa hoàn thành xong món cocktail đầu tiên có tên là Old Fashioned. Và bây giờ xin mời các bạn cùng tôi thưởng thức ly cocktail này. Rất là ngon các bạn ạ. Khi mà thưởng thức ly cocktail này, tôi cảm thấy đầu tiên đó là vị ngọt, tiếp theo là một chút đắng và cuối cùng là vị thơm của whisky. Đối với ly cocktail này tôi thấy khá là phù hợp cho những bạn nào mà uống được rượu bởi vì nó khá là nặng. Và vừa rồi tôi cùng các bạn vừa hoàn thành xong món cocktail đầu tiên, đó là Old Fashioned. Và bây giờ tôi xin mời các bạn cùng tôi tiếp tục làm món thứ hai, đó là whisky sour. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm món cocktail thứ hai, đó là món whisky sour. Để làm được món này chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: cam vàng, lòng trắng trứng gà, nước cốt chanh tươi và whisky. Bước đầu tiên chúng ta cho 30ml đường. Tiếp theo là 30ml chanh. Tiếp theo là lòng trắng trứng. Và cuối cùng là 60ml whisky. Các bạn lưu ý, đối với loại cocktail này thì chúng ta sẽ shake bằng 2 lần. Lần đầu tiên chúng ta sẽ chưa cho đá và shake không để cho các nguyên liệu quyện vào với nhau. Tiếp theo chúng ta cho đá. Thank you.
Ta tăng một chuyện. Rồi cuối cùng chúng ta để co một lát chanh vàng hoặc là vỏ cam vàng. Vậy là tôi đã đánh xong món cocktail thứ hai, món cocktail Whisky Sour. Bây giờ tôi mời các bạn cùng tôi thưởng thức món cocktail này. Vâng, rất là ngon đều quý vị. Như bạn đã thấy, mặc dù nguyên liệu của chúng ta dùng là lọc nhân trứng, nhiều bạn nghĩ có thể là tanh, mà tôi khẳng định với các bạn rằng là không hề tanh, rất là ngậy và có mùi thơm của whisky nữa. Đố này rất thích hợp cho các bạn nữ thì khá là ngon và nhẹ. Vâng, vậy là trong số này tôi đã thành xong hai món cocktail, đó là Whisky Sour và Professional. Đối với hai món cocktail này, các bạn có thể hoàn toàn làm ở nhà dễ dàng vì nguyên liệu rất là dễ kiếm và gần gũi với chúng ta. Các bạn xem video nếu thấy hay và bổ ích, có thể like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, rất là ngon được quý vị. Như bạn thấy, tôi dùng lòng trắng trứng, nhưng mà